Chân Mệnh Đế Tiên, tập 92. Chẳng mấy chốc, Diệp Đế Hào và Hồng Nhị đã tới một khu rừng rậm. Thấp thoáng trong khu rừng là một ngôi nhà trúc. Nào, vào đây đi. Hồng Nhị tỏ ra rất nhiệt tình, kéo Diệp Đế Hào vào bên trong. Đây là lần đầu tiên ta tới nơi này. Diệp Đế Hào sải bước vào trong. Anh ngửi thấy một mùi khác thường rất khó hình dung, nhưng có thể nói rằng mùi này mà khó ngửi khiến một chân anh vừa bước vào thì chân sau đã muốn quay đi, suýt ói ra ngoài. Nào nào, ngồi xuống đi. Hồng Nhi đã cởi bỏ lớp áo giáp ra và ném sang một bên. Căn phòng của Hồng Nhi hết sức bừa bộn, khiến Diệp Đế Hào tưởng rằng không phải anh bước vào phòng của Hồng Nhi, mà đang bước vào một cái chuồng lợn. Nào nào, mau lên chút đi, bắt đầu rồi. Khi Diệp Đế Hào chép miệng thì Hồng Nhi đã kéo anh tới, lấy ra một viên thủy tinh màu tím long lanh từ trong túi quần. Đây là cái gì thế? Diệp Đế Hào hiếu kỳ nhìn viên thủy tinh màu tím kia. Ký ức thủy tinh. Hồng Nhị cười nói, bên trong đó có bí pháp, có thể giấu cảnh tượng lạc ấn ở bên trong. Khi nào muốn nhìn lại thì có thể lấy ra nhìn, đương nhiên cũng có thể hiện ra ngay trước mắt, lợi hại hay không? Ta nói này, nửa đêm ngươi lôi ta đến đây, không phải là muốn khoe ta với ngươi có ký ức thủy tinh chứ? Xem ngươi nói kìa, ta là người vô vị vậy sao? Hồng Nhị cười hết sức thần bí. Sau đó hắn chỉ vào ký ức thủy tinh và không quên chớp mắt với Diệp Đế Hào. Ngay sau đó, bên trong ký ức thủy tinh liền xuất hiện một cảnh tượng. Bên trong này chính là một lão già béo mập và một nữ nhân mặc đồ tím. Cả hai người đang ân ái trên giường, vả lại còn hết sức nồng nhiệt. Lão già béo kia bắt đầu lôi kéo y phục của nữ nhân mặc đồ tím. Chỉ trong chớp mắt, y phục của nữ nhân đó đã bị lột sạch, không còn lấy mảnh vải che thân. Thấy vậy, hai mắt Diệp Đế Hào lập tức trợn tròn lên. A! Theo sau đó, tiếng rên đầy khêu gợi của nữ nhân kia vang lên. Lão già đã trườn lên người cô ta. Nào nào, nhẹ thôi chứ. Diệp Đế Hào vẫn còn nghe ra được giọng rõ ràng của ớt trách của nữ nhân kia. Ta biết rồi, ta biết rồi. Lão già kia cười khúc khích. Sau đó, cả cơ thể béo múp bít bắt đầu nhún nhảy từ chậm tới nhanh dần và rất có nhịp điệu. Điều đáng nói là cái đó của lão ta quả thực rất hoành tráng. Ô, a, ư, hư, ô. Rồi bên trong ký ức thủy tinh liền vang lên tiếng rên khe khẽ của nữ nhân mặc đồ tím và hơi thở dồn dập của lão già kia. Diệp Đế Hào còn có thể thấy chiếc giường kia rung lên theo từng nhịp, mà tư thế của hai người bọn họ thay đổi liên tục theo đổi tư thế. Trong thấy cảnh tượng này, Diệp Đế Hào nuốt nước bọt liên tục, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng rên của nữ nhân kia. Anh bất giác liên tưởng tới âm thanh rên rỉ của Sở Linh đêm đó, rồi phần bụng dưới chợt nóng ran lên từ lúc nào. Hay không? Hồng Nhị cười danh dảo, ngày nào ta cũng xem. Ta nói này, hai người này là ai vậy? Diệp Đế Hào ho hắn nhìn Hồng Nhị. Sư phụ và sư nương của ta. Ôi trời! Gần đến bình minh, Hồng Nhị mới cất đi viên ký ức thủy tinh. Phải nói, sư phụ hắn ta rất miệt mài, làm cả đêm không ngừng nghỉ, hơn nữa còn đủ loại tư thế. Diệp Đế Hào và Hồng Nhị cũng vô cùng chăm chú, bốn con mắt nhìn chằm chằm suốt cả đêm. Tiểu tử, không tệ đúng không? Hồng Nhị cười hi hi, sau đó kéo quần đùi mình ra nhìn cậu nhỏ của mình bên dưới, chọc thẳng lên, mà thậm chí còn rất to nữa. Vương chân nhân, có đồ đệ như ngươi thực đáng tự hào. Thấy Hồng Nhị không giữ ý tứ như vậy, Diệp Đế Hào nói một câu với ý tứ sâu xa. Sao ta lại thấy ngươi đang chửi ta nhỉ? Đâu có, ta đang khen ngươi mà. Hồng Nhị không cho là như vậy. Sau đó hắn mặc áo lót vào, xoa tay, rồi nhìn Diệp Đế Hào nở nụ cười thô bỉ. Ta phải đến Ngọc Linh Phong tìm vợ ta đây. Này, tặng cho ngươi đó. Nói xong hắn lập tức chạy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để viên ký ức thủy tinh lại cho Diệp Đế Hào. Có vợ, thật thích. Nhìn Hồng Nhị chạy ra ngoài, Diệp Đế Hào bất giác xoa cằm, trong đầu lại bắt đầu mơ mộng viễn vông. Nếu ngày nào đó được ôm sư phụ đi ngủ, cảm giác ấy. Sau đó anh nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ. Anh vẫn ở lại đây, chứ không quay về Ngọc Nữ Phong. Đêm hôm qua, anh vốn định nâng cấp hình nộm huyền cấp lên thành địa cấp, cuối cùng lại thành xem trực tiếp cả đêm với Hồng Nhị. Chẳng bao lâu sau, anh triệu hồi hình nộm Tử Huyên rồi đặt nằm ngay ngắn. Tiếp đó Diệp Đế Hào vung áo bào,
từng món đồ kỳ lạ được lấy ra. Tất cả đều là nguyên liệu cần thiết để nâng cấp hình nộm. Mỗi nguyên liệu đều vô cùng quý hiếm, nếu không sẽ không đắt đến vậy. Ngoài những nguyên liệu này ra còn có hai lá linh phù, khí linh phù và thần hồng phù. Ngay từ khi nâng cấp hình nộm, Diệp Đế Hào đã nghiên cứu rất rõ ràng. Hình nộm nhân cấp chỉ là hình nộm bình thường, không thể thi triển bí pháp huyền thuật, mà trong cơ thể hình nộm huyền cấp được phong ấn hai lá linh phù, một lá huyền linh phù và một lá tụ linh phù. Hai lá này kết hợp với nhau có thể thi triển được các bí pháp huyền thuật. Còn hình nộm địa cấp trong cơ thể sẽ có nhiều thêm hai lá phù so với hình nộm huyền cấp, đó là khí linh phù và thần hình phù. Khí linh phù cho hình nộm địa cấp khả năng ngự động binh khí, còn thần hình phù cho hình nộm địa cấp khả năng điều khiển trường hồng bay trên trời. Hình nộm địa cấp tương đương với tu sĩ ở cảnh giới linh hư, yêu cầu độ bền và dẻo dai của cơ thể cực kỳ cao. Nếu không sẽ rất dễ bị bí pháp huyền thuật làm bản thân tự bị thương. Vậy nên điều quan trọng nhất khi nâng cấp hình nộm không phải là linh phù phong ấn trong cơ thể chúng, mà là nguyên liệu cần có để nâng cấp chúng. Đó đều là bảo vật quý hiếm. Ngay sau đó, Diệp Đế Hào gọi tiên hỏa ra, bao phủ toàn bộ cơ thể Tử Huyên. Tiếp đó, anh lấy một viên tinh thạch màu tím ra. Nó cực kỳ cứng nhưng lại rất mềm dẻo. Đây là ngọc tinh huyền thuyết. Sau khi luyện vào trong cơ thể hình nộm, có thể tăng thêm độ bền và dẻo dai cho hình nộm. Ngọc tinh huyền thiết rất quý giá. Mỗi một miếng to bằng nắm tay em bé đã có giá hơn 500.000 linh thạch, và nó cũng là nguyên liệu đắt nhất trong số nguyên liệu ở đây. Hôm khác phải kiếm thêm một ít ngọc tinh huyền thiết mới được. Diệp Đế Hào vừa lẩm bẩm vừa luyện khối ngọc tinh huyền thiết vào bên trong cơ thể Tử Huyên. Đó là một quá trình chậm rãi. Sau khi ngọc tinh huyền thiết được tinh luyện vào trong cơ thể Tử Huyên, từng loại nguyên liệu khác được lấy ra, hoặc là cải tạo kinh mạch cho Tử Huyên, hoặc là củng cố xương cốt cho nó, hoặc là làm cho tứ chi của nó linh hoạt hơn. Thời gian chậm chậm trôi qua, mọi thứ đều đang tiến hành một cách có trật tự. Diệp Đế Hào thở ra một hơi tàn khí rồi mới thu tiên hỏa lại. Lại nhìn đến Tử Huyên, nó đứng im nơi đó, toàn thân được bao phủ bởi những áng mây màu tím, quanh thân tràn ngập khói mây màu tím, tóc và quần áo không có gió cũng tự tung bay, mang theo phong thái tuyệt thế. Điều khuyết thiếu duy nhất là hai mắt nó đờ đẫn, trống rỗng, không có cảm xúc. Lúc này nó đã là hình nộm địa cấp thực sự. Mặc dù chỉ là hình nộm, nhưng Diệp Đế Hào có thể cảm nhận được khí thế của nó. Nó mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ cảnh giới linh hư bình thường. Anh chắc chắn rằng nếu gặp người mặc huyết bào tầng thứ nhất cảnh giới linh hư ở nước Triệu lần trước, không cần anh ra tay, một mình Tử Huyên có thể xử lý được. Được lắm, được lắm. Diệp Đế Hào vừa cười vừa đi vòng quanh Tử Huyên. Anh thực sự càng ngày càng thích hình nộm này. Nói xong, anh còn đưa tay ra vỗ vỗ vai Tử Huyên. Nâng cấp tới hình nộm địa cấp, cơ thể đó không còn cứng như trước kia nữa, mà trở nên mềm mại, mịn màng. Cảm giác khi bóp vào rất dễ chịu. Nào, thử lực với người xem nào. Diệp Đế Hào mỉm cười bước ra khỏi phòng. Tử Huyên cũng theo mệnh lệnh của anh đi ra khỏi sân như một đạo thần hồng. Vù! Ngay sau đó, một tia sáng màu tím bay ra khỏi đầu lông mày Tử Huyên. Nhìn kỹ lại thì chính là Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng là bảo khí được phong ấn trong khí linh phù, cần có sự phối hợp với tụ linh phù mới có thể kích hoạt hình nộm. Bảo Liên Đăng rung lên, xung quanh nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Uy lực của nó mạnh hơn nhiều so với những gì Diệp Đế Hào tưởng tượng. Anh cảm nhận được áp lực cực mạnh. Nếu giáng từ trên trời xuống, anh sẽ phải quỳ xuống ngay lập tức. Phi Thiên! Theo lệnh của Diệp Đế Hào, Tử Huyên đang đứng yên bất động, đột nhiên bước ra một bước vào khoảng không, dưới chân còn có một đạo thần hồng màu tím. Tu sĩ cảnh giới linh hư lên trời cần có thần hồng, mà thần hồng đó được hóa thành từ linh lực của bọn họ. Còn thần hồng phù trong cơ thể hình nộm địa cấp được phong ấn thần hồng, hình nộm có thể mượn thần hồng để bay trong không trung. Vút vù vù! Diệp Đế Hào ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, Tử Huyên như một tia sáng màu tím lao vút đi với tốc độ
cực kỳ nhanh. Nếu Diệp Đế Hào không có tiên luân nhãn thì e rằng cũng khó mà bắt kịp được đó. Về đi. Diệp Đế Hào thật sự càng lúc càng hài lòng, triệu hồi Tử Huyệt rồi thoải mái duỗi eo bước đi ra ngoài. Vừa ra khỏi rừng cây, Diệp Đế Hào đã thấy sư phụ và sư nương của Hùng Nhị. Vừa nhìn thấy hai người họ, vẻ mặt Diệp Đế Hào trở nên cực kỳ quái dị. Nhất là khi nhìn sư nương của Hùng Nhị, anh còn có cảm giác tội lỗi. Mặc dù bà đã mặc quần áo vào, nhưng trong mắt anh cũng như không khác mặc cái gì. Hả? Thấy Diệp Đế Hào đi ra khỏi khu rừng, sư phụ và sư nương của Hùng Nhị đều ngạc nhiên thốt lên. Diệp Đế Hào, sao ngươi lại ở đây? Trưởng lão biết con à? Có lẽ Hàn Nhật Tông không một ai không biết ngươi đâu. Vậy à? Diệp Đế Hào cười gượng hai tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Đúng là thiên tài vô song, sao lại không phải đồ nhi mình chứ? Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Đế Hào, sư phụ Hùng Nhị không khỏi xuýt xoa. Không biết nếu ông ta biết tối hôm qua đồ nhi bảo bối của mình và Diệp Đế Hào làm những chuyện xấu xa kia, liệu có bắt Diệp Đế Hào lại bóp chết anh tại chỗ hay không? Xuống khỏi Thiên Sơn Phong, Diệp Đế Hào đi thẳng tới ngoại môn. Từ lúc đến nước Triệu thực hiện nhiệm vụ đến nay rất lâu rồi, anh chưa quay lại Tiểu Linh Viên. Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, anh vẫn luôn coi Hổ Hoa và Trương Phong Niên như người thân của mình. Đi thẳng một mạch về ngoại môn, Diệp Đế Hào nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Nhưng anh đi tới đâu cũng bị rất nhiều người chú ý. Vừa tới ngoại môn đã có đệ tử nhận ra. Hơn nữa, tin tức truyền khắp ngoại môn như mọc cánh bay. Đương nhiên, những người có thù với Diệp Đế Hào cũng rất ăn ý, chạy từ mỗi nhà trên đỉnh núi xuống, kết bè kết nhóm. Nếu là trước đây, đương nhiên, bọn họ sẽ không dám chạy tới gây rắc rối cho Diệp Đế Hào. Nhưng bây giờ thì khác, trong mắt bọn họ, Diệp Đế Hào đã là một kẻ vô dụng, không thể tu luyện, tu vi mất hết thì họ còn sợ cái gì chứ? Huống hồ đây là ngoại môn, xảy ra chuyện có sư phụ họ lo. Chẳng mấy chốc Diệp Đế Hào đã bị bao vây bởi những bóng người lao tới từ nhiều hướng. Tiểu tử, ngươi còn dám quay lại sao? Doãn Chí Bình dẫn đầu nhóm đệ tử giới lật đường chặn Diệp Đế Hào lại. Hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính luôn đi. Tử Sam của Địa Dương Phong dẫn đầu đám đệ tử với số lượng không ít đi tới. Trong mắt hắn ta đầy vẻ nham hiểm. Kẻ vô dụng, hôm nay đã tới thì không cần bỏ đi nữa. Giang Hạo của Nhân Dương Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Đế Hào. Khí tức của rất nhiều người đã toát ra. Cũng đã có kẻ lấy vũ khí, nhìn như là định đánh Diệp Đế Hào một trận. Làm lớn như vậy muốn không thu hút sự chú ý của mọi người cũng khó. Hầu như đệ tử của ngoại môn đều đã chạy tới đây. Họ chỉ trỏ trỏ Diệp Đế Hào, xuýt xoa cảm thán và thương tiếc cho anh. Một người lợi hại như vậy, sao nói phế là phế chứ? Đều là báo ứng cả thôi. Không tu luyện được nữa, không phải hắn bị đuổi khỏi tông môn rồi chứ? Giữa những tiếng thảo luận, Diệp Đế Hào bị bao vây ở giữa, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Sau đó anh không khỏi ngoáy tai. Ta nói này, các vị sư huynh, các huynh lúc nào cũng xử lý bằng cách này, nhàm chán lắm. Thú vị, cực kỳ thú vị. Doãn Chí Bình cười gằn, chúng ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Đúng là ông trời có mắt. Giang Hạo nghiến răng nghiến lợi, hôm nay rơi vào tay chúng ta, ngươi chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Sắc mặt Tử Sam cũng lạnh lùng khó coi. Lên cho ta. Dứt lời, ba người bọn chúng vung tay, đệ tử ba nhà đồng loạt xông lên. Thấy bao nhiêu người nhào về phía mình, Diệp Đế Hào bất giác bĩu môi, nhưng không định tự mình động thủ mà gọi Tử Huyên ra. Âm! Ngay sau đó, Bảo Liên Đăng bay ra từ đầu lông mày của Tử Huyên, lơ lửng giữa không trung, rồi nhanh chóng trở nên to lớn. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí tức chói lòa tràn ngập, uy lực vô cùng. Bịch bịch bịch! Lập tức có tiếng ngã xuống vang lên. Binh khí vừa ra tay, những kẻ nhào tới lần lượt ngã xuống đất. Không chỉ bọn chúng mà ngay cả Doãn Chí Bình, Giang Hạo và Tử Sam cũng không ngoại lệ. Vừa xông lên còn chưa kịp ra tay đã bị đè xuống đất. Diệp Đế Hào muốn giết chúng cũng được. Hình nộm sao? Doãn Chí Bình nhìn chằm chằm Diệp Đế Hào, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Đúng là tính đi tính lại, cũng không tính đến việc hắn có hình nộm lợi hại như thế. Giang Hạo vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chết tiệt. Thế bao nhiêu người bị trấn áp tại chỗ, các đệ tử vây xem đều tấm tắc cảm thán. Thấy chưa,
yếu trâu còn hơn khỏe bò. Dù gì hắn cũng là đệ tử chân truyền đệ nhất hàng Nhật Tông, hình nộm chắc chắn là trưởng giáo đã thưởng cho hắn. Các vị sư huynh, tu luyện cho tốt đi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tìm ta trả thù. Diệp Đế Hào lắc đầu rồi đi lướt qua đám người, anh không rảnh nói chuyện vớ vẩn với mấy kẻ này. Trước khi đi, anh còn nhìn về hướng Địa Dương Phong, Nhân Dương Phong và Giới Luật Đường ở phía xa. Ba vị sư bá trông coi đệ tử nhà mình cho tốt, đều là người cùng tông môn, nếu còn làm vậy con sẽ không khách sáo đâu. Nói xong, Diệp Đế Hào sải bước đi qua, để lại cho mọi người bóng lưng thẳng tắp, đỉnh đạt. À! Sau lưng anh là những tiếng gào thét ầm ĩ, bọn hắn lại lần nữa thất bại. À! Trên đỉnh núi, Cát Thông, Triều Chí Kinh và Thanh Dương Chân Nhân tức giận, gầm lên. Như muốn giết người, bọn hắn đã mưu tính hết nhưng vẫn không giữ được Diệp Đế Hào. Phía này Diệp Đế Hào đã tới rìa bậc thang đá. Anh không bước xuống bậc thang ngay mà khẽ nhíu mày, mắt hơi nheo lại. Từ nội môn đi theo tới ngoại môn, khí tức lờ mờ này không phải là trưởng môn sư bá phái tới bảo vệ mình đấy chứ, hay là kẻ nào có ý đồ gây rối đây? Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Đế Hào vẫn bước xuống bậc đá. Còn chưa vào đến tiểu linh viên, anh đã nghe thấy tiếng vút vút, không cần biết cũng biết là âm thanh hổ oa đang luyện côn. Ông ơi, cháu về rồi. Diệp Đế Hào nhẹ nhàng đẩy cửa tiểu linh viên ra. Đại ca ca, huynh về rồi. Thấy Diệp Đế Hào về, hổ oa đầu đầy mồ hôi vội vàng cất ô thiết côn đi. Ngưng khí tầng thứ 6, không tệ. Diệp Đế Hào mỉm cười vỗ vai hổ oa, thầm nói thời gian này cậu nhóc vẫn rất chăm chỉ tu luyện. Cũng hơn nữa, nền tảng của cậu cũng rất vững. Về rồi đấy à? Trương Phong Niên bước ra khỏi phòng. Ông vẫn điềm đạm, hiền hậu như trước, trông ông như một lão hòa nhã, dễ gần. Quát quát! Lúc này ngay cả linh thú Tiểu Ân cũng tung cánh bay tới. Chẳng mấy chốc, trong tiểu linh viên đã được bày ra một cái nồi lớn, mùi thịt thú hầm thơm phức. Diệp Đế Hào còn không quên thêm vào rất nhiều linh dược để bồi bổ thân thể. Nhìn Diệp Đế Hào bận rộn trước chiếc nồi lớn, Trương Phong Niên rất hài lòng. Hổ Hoa có thể không biết, nhưng sao ông có thể không biết chứ? Ông đã nghe nói chuyện ở cuộc thi Tam Tông, có thể đánh bại được truyền thuyết bất bại. Chàng thanh niên trước mắt phải nói là có thiên phú nghịch thiên. Ông à, ông tới nội môn với cháu đi. Diệp Đế Hào vừa gắp thịt cho Trương Phong Niên, vừa cười nói, ông già rồi, ở đây cũng rất tốt. Trương Phong Niên nở nụ cười hiền hậu. Chu sư huynh của Linh Khí Các, Bàn sư huynh của Vạn Bảo Các và Từ sư huynh của Linh Đan Các chăm sóc ông rất chu đáo. Còn có những sư huynh, sư muội của cháu nữa, mọi người cũng thường xuyên tới đây thăm ông. Đúng đúng, mọi người đối xử với ông cháu đệ tốt lắm. Hổ Hoa cười thật thà, để lộ hai hàm răng trắng tinh. Ông nghe cháu đi, cháu không thể ở bên cạnh mọi người suốt được, ở đó mới an toàn. Diệp Đế Hào gắp một miếng thịt hầm từ trong nồi ra, mỉm cười khuyên nhủ, trong lời nói lại đầy ý tứ sâu xa. Bởi vì một giây trước, anh lại cảm nhận được khí tức mờ nhạt kia. Hơn nữa, anh còn cảm nhận được sát khí rõ ràng trong luồng khí tức đó. Điều này khiến anh cực kỳ chắc chắn, kẻ mạnh trong bóng tối đó không phải do phía Dương Định Thiên phải để bảo vệ mình, mà khả năng cao là nội gián thế lực khác gài vào trong Hàng Nhật Tông. Thấy nhân tố không xác định như thế, sao anh có thể để Trương Phong Niên và Hổ Hoa tiếp tục ở lại tiểu linh viên được? Dù sao nếu xảy ra chuyện thì mấy người phía Từ Phúc cũng không tới kịp. Trương Phong Niên cũng không ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của Diệp Đế Hào. Lát nữa ông sẽ thu dọn đồ đạc. Trương Phong Niên gật đầu, chủ yếu là vì ông không muốn khiến Diệp Đế Hào phải phân tâm vì sự an toàn của họ. Ăn cơm xong, Trương Phong Niên và Hổ Hoa đi thu dọn đồ đạc. Còn Diệp Đế Hào ung dung đi dạo trong tiểu linh viên, thi thoảng liếc nhìn vào những nơi kín đáo, vì luồng khí tức mờ nhạt kia từ đó mà ra. Tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Sau khi đi dạo một lúc, Diệp Đế Hào nhảy tới trước bức tường đá, lấy lại nửa viên thiên tịch đan mà anh cất đi trước đó. Thu dọn xong xuôi, ba người mới rời khỏi đây, đi vào nội môn. Họ đi chưa được bao lâu thì một người mặc áo bào đen xuất hiện, ánh mắt độc địa khiến người khác phải khiếp sợ.
trưởng giáo. Đúng là chuyện bé xé ra to, một tên vô dụng thôi có thể tạo thành mối đe dọa gì chứ. Kỳ ta, đang cái đoạn đó mà ta. Sáng sớm, Diệp Đế Hào thức dậy từ sớm, anh khoác lên mình bộ đạo bào rồi mới quay người bước về phía bên ngoài rừng trúc. Vừa ra khỏi khu rừng trúc, Diệp Đế Hào liền trông thấy Sở Huyên đã đứng cách đó không xa, như đang đợi anh vậy. Chào buổi sáng, sư phụ. Diệp Đế Hào nhanh nhảu chạy tới, hiếm khi thấy con thay bộ đạo bào mới. Sở Huyên có vẻ rất hứng thú, liếc nhìn Diệp Đế Hào từ đầu đến chân, chốc chốc lại giơ tay véo má Diệp Đế Hào. Chải chút một chút, trông cũng tuấn tú đấy. Con trông tuấn tú sao? Sư phụ, tối nay có muốn ngủ cùng với con hay không? Diệp Đế Hào xoa xoa tay cười xòa, hay là con ngủ với người cũng được. Nghe vậy Sở Huyên liền nhướng mắt tươi cười nhìn Diệp Đế Hào. Sao nào, muốn lên giường với sư phụ thế à? Muốn ạ. Diệp Đế Hào tét miệng cười. Muốn, ta cũng không cho. Sở Huyên lườm anh một cái. Không thì sư phụ ra cái giá đi, tiểu gia đây có thừa tiền. Diệp Đế Hào nói rồi không quên chỉnh lại y phục, sau đó vuốt tóc với vẻ tự sướng. Được thôi, 90 triệu lương thạch, sư phụ, cho người ngủ. Có thể ngủ trước rồi đưa tiền sau không ạ? Diệp Đế Hào tươi cười, được, đương nhiên là được. Sở Huyên hất mái tóc, trong tay xuất hiện thêm một cái kéo, thong thả duỗi móng tay như không có chuyện gì, vừa nói. Có điều ngươi phải để lại cái gì đó chỗ của ta. Vậy thì thôi ạ. Diệp Đế Hào cười trừ, anh vô thức che đi đũng quần của mình. Thế nhưng cho dù là vậy, anh vẫn cảm thấy nơi đũng quần đau nhói. Chắc chắn không ngủ được chứ. Sở Huyên quay mặt lại nhìn Diệp Đế Hào với vẻ mặt hứng hào hứng. Không, không ngủ nữa ạ. Đã không ngủ nữa thì thôi đi. Sở Huyên liếc nhìn Diệp Đế Hào di chuyển một cách duyên dáng. Diệp Đế Hào hắng giọng ưỡn ngực đi theo. Đợi tới khi hai người tới trước đại điện của Hàn Nhật Tông, đã có rất nhiều người rồi. Trong đó có 9 đại đệ tử chân truyền của Hàn Nhật Tông. Hùng Nhị, Tạ Vân, Hoắc Đằng, Tề Dương cũng đến. Anh cũng trông thấy Tề Dương, Tề Hạo, Khổng Tào, Giang Dương, đến cả Tử Sam, Giang Hạo và Doãn Chí Bình ở ngoại môn cũng xuất hiện. Ngoài bọn họ ra thì Đạo Huyền chân nhân, Đạo Giới chân nhân, Phong Vô Ngấn, Bàng Đại Xuyên có mặt, đến cả thủ tọa của Tam Đại Chủ Phong ở ngoại môn là Từ Phúc ở Linh Đan Các, Chu Đại Phúc của Linh Khí Các cũng tề tự đông đủ. Sao mình có dự cảm chẳng lành nhỉ? Trong đám người, Tư Đồ Nam bứt đầu gãi tai. Hôm qua lúc sư tôn nói, suýt chút nữa khiến ta đái ra quần. Tạ Vân tặc lưỡi, hay là chúng ta chuồn đi. Hồng Nhị xoa mũi, ồ, đều có mặt ở đây cả rồi sao? Khi mọi người đang nói chuyện thì Diệp Đế Hào đã ghé đến. Anh đi quanh một vòng rồi mới xoa xoa cằm, hướng ánh mắt nhìn Hùng Nhị ở cách mình gần nhất. Và nói chính xác hơn là anh nhìn vào cái túi quần của Hùng Nhị. Tên mập kia, có tiền không? Cho ta mượn một ít đi. Diệp Đế Hào nhướng mày, không có. Cảm nhận được ánh mắt không bình thường của Diệp Đế Hào, Hùng Nhị vội vàng lùi về phía sau một bước, hai tay túm chặt lấy túi quần. Không có thì không có, ngươi né ra xa, thế làm gì chứ? Diệp Đế Hào nói rồi túm Hùng Nhị lôi lại, một tay rất tự giác ghi vào cổ Hùng Nhị. Dạo này ta có việc gấp, mượn chút tiền tiêu thôi mà. Người mà cũng thiếu tiền sao? Hùng Nhị liếc nhìn Diệp Đế Hào, bớt lừa ta đi. Phần thưởng ở cuộc so tài Tam Tông và phần thưởng của trưởng môn sư bá như vậy, tiểu tử nhà ngươi hiện giờ phải có ít nhất 3 triệu linh thạch trong tay ấy, còn tìm ta vay tiền làm gì chứ? Người có phải huynh đệ tốt của ta không vậy? Diệp Đế Hào nhìn Hùng Nhị nói một cách rất nghĩa hiệp. Người nói cho ta biết vay tiền làm cái gì đã. Hùng Nhị vẫn cố giữ chặt túi quần. Chơi gái, khốn kiếp. Trưởng giáo đến rồi. Không biết là một ai đã hô lên câu này. Hết. Ác nghĩ đây, mai nhé. Ác nhậu xỉn, thành ra nhậu cũng hơi mệt. Thành ra là tập 91 với 92 này này, nó hơi khó nghe xíu, mọi người chịu khó. Có một đoạn mới cách đây xíu thôi này, là bị mất đoạn đó. Nó bị hơi mất đoạn, mọi người thông cảm nha.